Thưa quý vị, đúng 13 giờ chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban lễ tang đọc điếu văn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới, mất đi nhà lý luận sắc bén. Bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội, mất đi người con ưu tú. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của đảng, về xây dựng đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn đảng, kiên quyết kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, để đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết và có cống hiến đặc biệt quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Ghi nhận những công lao cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đồng chí đã ra đi, nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn. Đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ ban ngành đoàn thể, đồng chí đồng bào và bạn bè quốc tế đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện gia đình, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, từ khi cha chúng tôi lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình chúng tôi luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Toàn thể gia đình xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất.
Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ ban ngành đoàn thể, đồng chí đồng bào và bạn bè quốc tế đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra linh xa, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đông đảo người dân thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, trọn đời vì nước, vì dân, về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 15 giờ chiều nay tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.